chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở video này mình giới thiệu cho các bạn một dự án cực kỳ tiềm năng có tên là Cloud Notes V2. Đây là một cái giải pháp giám sát và lưu trữ master notes cuối cùng. Nó có chức năng chính là chia sẻ và lưu trữ tệp trên đám mây. Và hai là cái ứng dụng theo dõi mã chủ nhân dành riêng cho iOS và Android. Thứ ba là cái nền tảng cá cược và cái thị trường của trò chơi. Đó. Thì đây chính là website chính thức có tên là CloudNotes.xyz. Đấy. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó giới thiệu về cái dự án CloudNotes V2. Đó là được điều hành bởi một nhóm quản trị và phát triển đáng tin cậy trong nhiều năm. Và họ tin vào tất cả sự minh bạch khi nói đến đầu tư vào tài sản điện tử. Và để làm điều này thì họ đã phát triển cái nền tảng giám sát và lưu trữ xuyên suốt nhất, cung cấp một số những ứng dụng cho tiền điện tử trong HSM. Cái chương trình này nó có cái ví ứng dụng của CDS nhé. Bạn có thể gửi và nhận CDS một cái cách đơn giản nhất, không phức tạp, mà trong lòng bàn tay của bạn. Một cuộc cách mạng ví thông minh và tiền điện tử trên nền điện thoại thông minh iOS và Android thì đang trong quá trình phát triển. Về cái hệ thống của CDS HNM thì cái nền tảng hoàn chỉnh cho Metalot của bạn cài đặt nhanh MN cũng phải điều khiển giám sát nhiều xu và thông báo. Đấy, mọi thứ mới chỉ cần $1 thôi. Về cái lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây thì tại sao phải lãng phí không gian lưu trữ có giá trị trên điện thoại hoặc là máy tính của bạn khi mà bạn có thể lưu trữ tài liệu và phương tiện của mình trên đám mây và chia sẻ nó trên các thiết bị. Sau khi phân bổ không gian miễn phí cố định, bạn có thể mua Cloud Space với CDS thì mình có thể thấy là cái chức năng này giống với chức năng chia sẻ đám mây của trên cái phần mềm iOS của Apple ấy, khá là giống. Với cái ứng dụng di động HNM này thì các bạn có thấy là các bạn có thể quản lý tài sản điện tử của mình bằng ứng dụng di động HNM và họ sẽ tạo ra một cái nền tảng crypto wallet toàn cầu cho những người đam mê tiền điện tử, một khoản phí niêm yết áp dụng trong CDS cho các danh sách bất kỳ dự án điện tử nào trên app HNM Mobile, và cái này đang trong cái quá trình phát triển nhé. Về cái trong công nghệ chuỗi khối này thì các bạn có thể thấy CloudNotes có ký hiệu CDS là nguồn mở 100% với Cloud Update và Masternode trên chiến thuật thuật toán được cấu trúc trong một cái mạng mạnh mẽ với Masternode và thưởng 4.800 CDS và thưởng cho 1.200 CDS mỗi khối được khai thác sau mỗi 60 giây. Đấy, cái chức năng là nhanh chóng và an toàn. Thì các bạn có thể thấy là CloudNotes là một cái loại tiền điện tử có mạng an toàn để thực hiện các cái giao dịch trực tuyến thông qua Instant Send và Private Send với tốc độ và bảo mật tối đa. Những cái thông tin kỹ thuật của cái mã thông báo thì các bạn có thể tin coi là Masternode. Đấy, mã cổ phiếu ký hiệu CDS này, thuật toán của POS. Đấy, bạn có thể thấy là khối lượng là 10 triệu CDS này. Đấy, cái lộ trình, cái roadmap của họ thì các bạn có thể thấy ở đây, họ thể hiện rất là rõ qua từng giai đoạn. Và giai đoạn 1 vào tháng 5 2019 thì họ đã tạo ra cái khối Galaxy tiết lộ cho cộng đồng này. Họ đã phát triển cái ví của Windows, Linux, Telegram và Explorer. Và giai đoạn 2 của tháng 6 2019 thì họ đã kích hoạt Masternode liệt kê trên trao đổi của sàn CryptoBit và liệt kê trong Masternode Online, liệt kê trong Coinlist và sẽ ra cái chương trình Arrow. Giai đoạn 3 là vào tháng 7 2019 sẽ quảng cáo trong Bitcoin này, quảng cáo với nền tảng Masternode lưu trữ và giám sát thừa chạy. Và cái giai đoạn 4 là vào tháng 8 thì đã thêm cặp USDT trên CryptoBridge và sẽ liệt kê trên Stake.com, sẽ ra mắt cái ví ấy, trên của hệ điều hành của Android và iOS. Giai đoạn 5 sẽ liệt kê trên phiên bản Masternode Coin Beta và nền tảng đặt cược HNM của Masternode hoàn tinh. Đấy, đây là ví tiền đây, ví di động đây. Đó. Trên giao diện về cái cài đặt Masternode thì các bạn có thể ở đây họ hướng dẫn rất rõ đây, thì các bạn có thể tải trên cái hệ điều hành của Windows này, hoặc là Linux này về đây, và ở đây cái bước này rất rõ ràng ở đây thì bạn có thể vào trang GitHub này và theo dõi sẽ hướng dẫn hoàn chỉnh ở đây. Ở đây họ sẽ hướng dẫn mình cách tải cái ví của CloudNotes này.
bạn làm theo những cái bước ấy thôi, bạn sẽ cải được. Về cái cộng đồng của Glowlos, bạn có thể tham gia CDS để chia sẻ ý tưởng, kiến thức của người từ khắp nơi trên thế giới và giúp phát triển điện tử. Đây là địa chỉ mail của họ này, bạn có thể tham gia cái kênh Telegram của họ để xuyên cập nhật những tin tức mới nhất. Đấy, GitHub. Và sắp tới cái nền tảng sẽ được trao đổi trên cái sàn giao dịch của Crypto Gris. Đấy, các bạn thấy là trên sàn giao dịch của Crypto Gris này sắp tới sẽ có cặp trao đổi của CDS và trên BTC nhá. Đấy. Tại vì bây giờ chưa mà có cái khối lượng giao dịch rõ ràng cái cặp giao dịch này thì các bạn hãy cố trồng thời gian nữa. Thì dưới này chị em đội ngũ làm code team của họ đây, thì mình có tìm hiểu qua thì có đánh giá được đây là một đội ngũ cực kỳ mạnh. Họ đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong thị trường crypto này, và họ tham gia và phát triển nền tảng này và có mong muốn cái dự án Glowlos này có chỗ đứng mạnh mẽ trong cộng đồng tiền kỹ số hiện tại. Và các bạn có thể tìm hiểu tiểu sử năng lực cũng như là ưu điểm của từng người thông qua những trang LinkedIn này của họ. Đấy, thì đây họ đã giới thiệu về dự án Glowlos thứ hai được điều hành bởi một nhóm quản trị và phát triển đáng tin cậy trong nhiều năm, và họ tin vào tất cả sự minh bạch khi đến đầu tư vào tài sản điện tử. Và để làm điều này thì họ đã giám sát và lưu trữ xuyên suốt. Đó, trên đây là một số những giới thiệu của mình về dự án Glowlos này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.